đã luôn. Đây là hậu quả của việc vô rừng sớm nghe quý vị. Đầu ăn sớm thì đầu sớm. Anh để dắt anh nửa tiếng hồ là thẻ. Anh ngủ anh ngáy luôn chứ. Dạ, mến chào cô bác anh chị em đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thuốc Nam nè. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái hành trình đi tìm thuốc, thêm thuốc về giúp bà con ha. Mời quý vị theo chân mình ha. Anh em mình đi từ mờ tờ mờ tối, bây giờ tới sáng rồi, dò được một số thuốc rồi dừng chân ăn cơm cái. Mình sẽ chia sẻ cái bước đường thiện nguyện cho quý vị xem ha. Mời quý vị cùng đồng hành với mình ha. Ăn sáng nha quý vị. Ăn sáng lấy sức làm nha. Sườn chay ra kho hay gì? Chiên ra kho. Đâm bạc. Đây là anh Thanh ở Phú Quốc nha quý vị. Ai với đạo Phật nha. Chào mọi người. 32 tuổi hả? 33. 33. Sáng dùng năm công. Tôi nhớ năm rồi. Nhớ năm rồi 32 cho năm 33 ngủ. Ngủ năm rồi thì mới 32 tuổi, năm nay 33 thì chưa nổi. 35 à. Vậy hả? Anh Thanh này là anh ăn cơm mạnh lắm. Một mình anh là cỡ 8 bọc này. Ấy quên 2 bọc nữa rồi. Ừ, vô. Dưa leo hả? Ừ. Giòn dữ hả? Chiều hôm nay có chị Diệu dỗ cha chị đồ ăn quá trời luôn, ăn hết luôn. Gì hả? Chiều ngày mai đem. Chắc mai ăn nè. Ngon không? Thôi tôi ăn rồi, để hồi ông ăn hết. Ăn nhiều. Mấy anh em làm được trái. Trái mạnh hơn chín rụng. Nó như trái sung mình vậy đó. Lông về ôm lên thử lên. Đây là cái gì? Cái dây mạnh hương nó ôm sát nè, cái này là cái dây con của nó rất là nhỏ. Cái này dây mẹ nè, nó có trái nè. Trái nó như trái sung. Dạ. Lội xúc mồ hôi chân mới thấy được dây mạnh hương quá vậy. Chặt được cái dây mạnh hương, mạnh hương gà nè. Cái bí đó cũng 20kg này. Ở dưới gốc nó ra mấy nhánh nhỏ nhỏ nè, quý vị. Lá nhỏ nè. Đây quay cái bí lên cao tuấn cảnh ha. Một cái bí 20kg rồi. Đây nè, dây nó lên nè. Chứ mấy cái bí con này chứ cũng khoảng một bao chân cây 50kg. Nó nhỏ. Tuấn cảnh nè. Cái bí cao á, bự á. Lúc ra chảnh là mấy trái bí đi chảnh. Cái ngọn ngay ngọn chắc ngay ngã ba á. Chắc ba đó. Trái đó 20kg. Thằng non thằng trắng như thế nữa đó. Đứng được chứ. Leo lên khó nha bà con. Cái gì nhỏ đứng đau nhỏ. Bởi vậy được sao đi nó biết, ví dụ lấy cái dây ở nhà có mấy cọng, nhà anh ta quên nó tiêu rồi. Buộc sắp 2 được không?
Bây giờ để tôi leo được rồi. Lên được tới đầu cây nó mệt tới bây giờ. Để thở một cái mới được. Động mấy con kiến nó ra quá trời ra. Quay cho bạn xem nè. Ở trên này nó có mấy trái bí. Bí kỳ nam á. Mình tới đây đu nhánh cây thở rồi vậy. Tu có dưới cái nhà vậy. Cái này là hơn 10 mét. Quý vị thấy có thầy ai mà leo cây vậy không? Thở hơn cái mình mới làm việc được. Cả nhà mình đang ở trên đầu cây, mình cưa được cái dây mạnh hương, đồng thời phát hiện cái dây gắm đỏ vậy. Đây nè, gắm đỏ là khi già ra mới đầu nó cũng trắng trắng nhưng mà sau đó là nó sẽ đỏ. Còn gắm đen là nó đen, nó có các cái dòng tia như vậy, nó là từng dòng vậy đó. Nó bào ra nó có từng dòng, nó từng cái dòng tròn tia tia vậy đó. Cái gấm đỏ là nó hỗ trợ điều trị cái bệnh gút rất là hay, nó hỗ trợ nó bổ thận ha. Mình cắt từ trên đó cắt dài xuống, mấy con kiến nó dậy rồi nó rượt mình quá trời quá vậy. Cái kiến này là kiến nẻ vậy. Nó cắn mình nó nẻ thốn luôn chứ. Đây lên cây lấy thuốc không phải dễ đâu vậy. Ở trên đọt cây sẽ thấy trái mạnh hương nhỏ này quý vị, mạnh hương con nè. Nó nhiều trái sung mình vậy đó. Hoàn thành cái nhiệm vụ ở trên đọt cây. Tuột xuống đất hả quý vị. Chút xíu nữa mình sẽ quay chia sẻ mấy huynh đệ mình đoạn khúc ra rồi vô bao cho quý vị xem nha. Đây vì sợ được cái đọt mới lấy được cái gốc. Ngồi uống nước thở một mát mới được.
leo một cây là xuống là khát nước, uống hơn nửa ca nước, uống hơn nửa chai nước. Uống nước dữ lắm mà vậy đem nước heo không có đủ uống bây giờ. Leo 10 giây là 10 chai đó. Xuống thì mang giày vô mới đi được, ở đây gai không. Mình xuống mấy huynh đệ bắt đầu rút dây thì mình lên, có không dây đang có gì chuyền đồ lên. Cái cây này là mình mới leo lên trên đọt. Mình sở được cái đọt xong đó, mình mới lấy cắt cái gốc. À đây là cái dây gấm đỏ cái bên nè, sẵn mình lấy gấm đỏ luôn. Mạnh hơn thì hỗ trợ tùy vị ha, hộ tùy lợi sức phục hưng tinh thần. Còn gấm đỏ thì trợ thận. Cái này là có người ta đã thử rồi người ta không lấy nè. Như gấm đỏ nhà thuốc mình xài, người ta xài gấm đen không à. Anh em phần dây phần cổ xong là bắt đầu là sở gốc cắt khúc ra vô. Mình mang giày vô rồi mình tiếp với anh em. Xong anh em đoạn ra quá vậy. Thì cái mạnh hương này là nó mũ trắng như sữa nha bạn. Trắng đục như sữa. Mũ nó thơm béo. Anh em cũng hay chúc nó lên nè. Đừng đứng nó lên cái cho nó nhiễu nước. Uống đỡ khác. Nhưng có chắc thuốc. Cây này ít nước. Xuống đó. Mấy đoạn trên nó nước mới nhiều. Mấy lúc hết nước là mấy anh em tận dụng cái nước của mấy cái cây dây mình thường mình cắt ra nè. Mình thay vì mình dựng đứng mình bỏ để cho nó nhẹ bớt thì mình tận dụng mấy lúc mà hết nước đó. Anh em lấy cái nước này uống nha, vừa bổ sung nước mà vừa bổ sung cái chất thuốc, cái năng lượng cho mình đó, đỡ đói này kia các thứ luôn. Giờ này ít nước tại cái này mùa khô. Chứ mấy dây lúc trước mình đi uống dây một khúc một uống no. Cái cưa Mỹ đó trời. Nhật. Ủa Nhật hay Nhật còn thua Mỹ nữa là chết rồi trời, trời thua của Việt Nam đó. Rồi, lấy cái cưa khác ra cho ông cưa cái ông Hồng. Rồi. Nhật mới chịu á, thua cái Việt Nam á. Nè câu Việt Nam ta cưa nè. Lóng nhỏ rồi đây lóng bự. Lóng nào cũng vậy chứ. Nè. Nè muốn lóng nào. Muốn lóng nào đó, mà ta cưa ta không có dính răng ông ơi. Cái cưa của ông là nó bị dính răng. Ông hiểu chưa? Cái cưa ông dính răng lấy cưa kia cưa đi, đặng cưa này tốn sức lắm. Dẹp đi cưa này cưa cây khô mới được. Cây có mũ rồi cưa không được đâu. Ông dẹp đi ông lấy cây cưa Việt Nam cưa đi, bỏ cưa Nhật đi. Cưa Nhật gì mà giá 130, còn như cưa Việt Nam người ta 230 nổi ngộ vậy. Hả? Ừ, người ta làm bận không coi. Ta bán rẻ đó. Kỳ vậy. Bởi vì 130 giá đó cưa vậy phải rồi. Giá bình Nhật. Giá Nhật thì cưa. À vậy là cưa của thằng Nhật á, thằng Nhật cái thằng tiệm tạp hóa nó tên Nhật phải không? Nó
hỏi. Đúng rồi đó. Nói vậy lấy cây cây Việt Nam 230 đi, cái cây của Nhật mà có 130 sao cưa được. Biết không rồi. Quỳnh Đại Thành mình đang vô bao quá vậy? Tại vì mình phải vô bao tại vì trong rừng này nè quý vị thấy không? Cây nó coi như là đặt cây chứ lớn nhỏ vậy. Mình không vô bao mình bó, lúc trước đi lấy ở vùng bảy núi mình bó thì nó đi giác nó dướng dây. Dướng dây nó dướng lại. Cho nên vô bao đi mình đi nó ít nó bị dướng, đi nó dễ đi hơn. Cực mới gấm đỏ không im lắm nữa vậy. Khúc dưới này quý vị thấy không? Nó vòng vậy, một vòng một năm á. Dạ. Và 7 năm này, 7 8 năm. Gì 7 8 năm nữa trời. Keo này nó nhỏ hơn nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 năm. Giờ này tới 9 năm. Dạ. Này nó có hùng ông đuối không mà sao ông. Cái này da nó như cây ổi chứ bây giờ. Thường người ta nói cây thao lao là cây thao lao gừng là da nó giống da ổi vậy nè. Cái da nó lột nè, da nó lột như da ổi vậy đó. Nó bọng nè. Trong chết mộng trong đã trong bó xe hồng giác đi tiếp này đi qua đây quay này cái đá cho mình biết rồi thấy rồi được rồi thấy đỡ đi nè. À, thấy lá nó thơm phải không? Ừ. Thơm thiệt là thơm phải không? Ừ. Rồi ok. Cái này có thuốc này, biết vậy đi. Rồi vậy đi, nghiên cứu sao? Rồi đỡ bác sĩ Hùng Giác đi. Để đừng mòn, nhớ cái đừng mòn da. Lạnh lên. Nè, đỡ như này nè. Ừ. Chỗ cây đó, quẹo bên kia. Từ từ đi, dắt vô. Đây nè, bên đây nè. Đi qua. Tới. Cái vừa phải ở trên kè thấy mấy cái tổ gồng quá bự quá, hai ổ cha bá lửa luôn. Cái chót lá của nó là điều trị hở bên tim ha. Còn cái củ bên trong thì nó xài nó giống như cậu tích, nó cũng bổ thận, như mát tim. Nhưng mà thường cái tổ gồng nó ở sai lắm. Thuốc trên cao khó mà lấy. Còn ở dưới lấy, ở dưới là lấy được, ta lấy hết. Ở đây mình thấy mấy con phụng hoàng đắt nhiều lắm vậy. Bên đây mới thấy tổ nó nè.
bẻ kho làm cái tổ chà bá lửa trên đó. Làm trên cái cây là không có miếng nhánh luôn. Hành leo là con gái đàng hoàng. Giấy gì mà lâu như vậy này ra. Rồi xin phép rồi phải không? Vậy là an toàn phải không? Lấy cái giò đạp vô đây lấy thế nè, đạp vô cái cây đó, lấy thế, lấy giò đạp vô cây nè, lấy cái giò phải với tay phải căng qua cọng dây bên sau lưng nè, nè bỏ cái giò qua sau lưng nè, bỏ giò qua sau lưng lấy thế, leo về không có sức đâu, bỏ giò sau lưng đạp vô đó đó, đạp vô, rồi khiến nó túa ra dữ rồi. Quá kén rồi. Kén quá kén rồi đó. Lấy ấy là phủ giò. Quá xa kén rồi. Rồi chụp qua cái cây. Coi chừng cái nhánh đông đằng vịnh, nhánh khô đó nghe. Nhánh đông đằng vịnh, chừng nhánh khô đó. Tôi thấy chết trên đọt đó. Không, cái khúc đó không chết, nhưng mà cái khúc trên kia chút là chết đó. Thở dưới đây tôi nghe luôn á, thở hơn tôi thở nữa. Rồi lên đó chị lên dựng cho chắc, bây giờ cái giò bước lên, lên trên đó chịu nghỉ mệt cái đi. Ôm cái cây nghỉ mệt thở đi. Leo lên tới đọt lấy cưa cắt luôn. Cưa dậy dính chứ, cưa dậy cầm qua trong kéo qua trong ấy phải không? Cưa dây kéo qua bên, kéo qua làm gì trời, kéo qua cho nó có thế nó mới cắt, nó mới giật được. Nó đứng vậy thì sao được, mình kéo ngang qua đây nè, cưa mình kéo ngang qua đây nè. Những cây mục nở gãy đó. Khó lắm, nó đứng nó khó giật lắm. Thế có tôi leo bên kia đưa qua tôi giật cô chừng dễ hơn. Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ ha. Bữa nay là từ hồi mấy chuyến đầu là chưa có biết leo, và giờ là biết leo mà leo như khỉ luôn á. Vô khỉ luôn. Có muốn làm vô khỉ không? Vô khỉ từng ngày. Rồi xuống kiếm mấy kiến nãy rồi nó có chui vô lên trên, nó sâu lên trên, nó có làm ăn làm gì chả không? Nãy tôi thấy kiến nó chui lắm á.
nó chừng nó chua nó trắng banh ra lát hết rồi. Cứ thế là mấy anh em lầu từ chặn ra. Vác ra từ chặn, cái nào mệt thì bỏ xuống. Ví dụ đi 100-200 mét mà mệt thì mình bỏ xuống rồi vác tiếp. À, mình vừa chia sẻ cho các bạn cái hành trình đi lấy thuốc ha. À, thuốc ở trong rừng, ở trên cây cao. Mình muốn lấy nó xuống là cả một vấn đề gì. Phải đi vô tìm nó, leo lên sở đọt. Xong rồi đoạn vô bao rồi vác từng đoạn ra ngoài ha. Thì mới đem được cái thuốc quý về giúp bà con. Đường xá thì nó gian nan vất vả ha. Mình không ngại khó ngại cực thì mới có thuốc. À, để giúp bà con thì mới có được những thuốc quý, nó mới đem lại cái chữa trị hiệu quả cho bà con ha. Thì mình cũng rất mong các bạn yêu quý kênh, ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi. Thì nói chung là để hiểu được cái công việc của mình làm, để lan tỏa cái giá trị tích cực, để cái kênh nó phát triển ha. Thì cũng có thêm nhiều cái chi phí để sưu tầm thuốc về, mới có cơ hội giúp đỡ bà con ở xa nha. Thì một cái nhấn chuông, một cái đăng ký là cùng đồng hành với mình. Rất mong các bạn yêu quý kênh, ủng hộ kênh Thầy Vũ Thuốc Nam. Trước khi dứt lời thì kính chúc tất cả sức khỏe, may mắn, an lành ha. Mến chào và tạm biệt. Giấm bay, quá trời giấm bay luôn.